Hello, xin chào tất cả anh em. Hôm nay F3 sẽ hướng dẫn anh em chơi trên cái game server Z1 này. Cực kỳ mượt, cực kỳ ổn định và cực kỳ ngon nhá. Đó thì anh em biết thì cái bàn phím game server Z1 này thì ngày xưa anh em mua thì giá trị nó cũng khá là cao, rất là cao nhá. Đó, nhưng mà bây giờ thì hiện tại cái thằng hãng game server này gần như thể là nó ở về cái khoản chơi game mobile bằng bàn phím chuột ấy, gần như là nó đã gần như là chết rồi và nó không phát triển một tí gì nữa anh em ạ. Nó không phát triển một tí gì nữa, đến cái game server Z1 và game server X1 nó cũng phải sử dụng một cái phần mềm của bên thứ ba và nó update gần như thể là không có update luôn. Và sử dụng thì rất là chán, không có tùy biến được nhiều. Đó, thì hôm nay thì anh em biết thì cái game Series 1 bây giờ mình bỏ đi thì nó rất là phí, rất là lãng phí. Thì hôm nay mình sẽ gọi là hướng dẫn anh em tận dụng được cái game Series 1 này để chúng ta có thể chơi game mượt mà, ngon lành, ok, ổn định nhất và gọi là chơi game xịn sò nhất luôn, không thua kém gì gọi là Android bây giờ cả. Đó, mình sẽ hướng dẫn anh em tận dụng cái game Series 1 này để chơi game cực kỳ mượt ở trên cái hệ điều hành iOS nhé. Đó, iOS luôn. Ở đây thì mình đang sử dụng cái phiên bản iOS rất là cao luôn anh em nhé. Rất là cao luôn, phiên bản đây. Phiên bản iOS 13.1.2 anh em có thể thấy trên màn hình nhá. iOS 13.1.2 luôn. Đó. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em chơi game mượt mà nhất ở trên cái con này nhé. Thì anh em nào mà chưa đăng ký ủng hộ kênh của FT3 thì anh em nhớ đăng ký ủng hộ kênh của FT3 nhá để có thể nhận được nhiều những gọi là những cái video hướng dẫn bổ ích nhất anh em nhé. Đó, thì đầu tiên để có thể chơi game được mượt mà ở trên cái con game Series 1 này thì anh em cần phải mua cho mình cục này nhé. Đó, thì anh em biết cái cục này thì hiện tại nó đang khá là hot ở trên thị trường bây giờ. Đây là cục Android D4 anh em nhé. Đó, thì cái cục Android D4 này thì anh em cần phải cắm nguồn này, cắm chuột bàn phím vào thì chúng ta mới có thể sử dụng được nhá. Đó, thì ở đây thì mình sẽ gọi là biến cái bàn phím game Series 1 này thành cái bàn phím để chúng ta cắm vào cái Android D4 nhé. Thì bây giờ mình sẽ gọi là hướng dẫn anh em sử dụng cái cục Android D4 này và kết hợp với cái bàn phím game server này để chúng ta có thể chơi game gọi là cực kỳ mượt mà ở trên cái hệ điều hành iOS anh em nhé. Đó, cực kỳ mượt mà luôn. Ở đây thì mình demo trước cho anh em trên cái hệ điều hành iOS nhá. Còn hệ điều hành Android thì vẫn làm ok em nhé. Ok, thì đầu tiên chơi để anh em có thể sử dụng cái con Android D4 này một cách ổn định thì anh em cần chuẩn bị cho mình một cái nguồn. Đó, nguồn thì anh em cần chuẩn bị cho mình một cái nguồn này. Ở đây thì mình sử dụng cái cục sạc nhanh của Samsung này, anh em có thể thấy nhá, cục sạc nhanh của Samsung nó có nguồn là 5V 2A anh nhé. Anh em có thể thấy trên màn hình này 5V 2A này, đấy, đây này 5V 2A được chưa, 5,0V 2,0A này, đấy, theo như Android nó khuyên dùng thì chúng ta nên dùng cái nguồn đó nhá. Nhưng ở đây mình đã test trên cái nguồn con iPad AZ3 2019 này. Đây anh em có thể thấy này, nguồn này của nó có công suất là 5,2V mà 2,4A thì nó vẫn sử dụng một cách rất khá là ok em nhé, không có một chút vấn đề gì cả. Đấy, nhưng mà nhà sản xuất nó khuyên dùng 5V 2A thôi anh em nhé. Thì anh em kiếm được cái nguồn 5V 2A thì là tốt nhất nhá. Đó, thì ở đây mình demo luôn cho anh em trên cái cục nguồn iPad nhé, tại vì rất là nhiều anh em sử dụng iPad thì chúng ta tận dụng luôn nhá. Anh em hoàn toàn có thể sử dụng cục sạc dự phòng cũng được nhá. Thay vì cái cục này anh em có thể sử dụng cục sạc dự phòng của anh em cũng được, nhưng mà anh em phải đáp ứng nhu cầu cái đầu điện nó ra cái cục sạc dự phòng là 5V 2A nhá. Đó, thì thông số anh em có thể tham khảo trên cái cục sạc dự phòng nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ cắm cái dây tai C này vào cái D4 với cả cục sạc anh em nhé. Đó, thì một đầu tai C này thì anh em sẽ cắm vào cái cục D4 này cho mình này. Đấy, còn đầu USB còn lại thì anh em sẽ cắm vào cái cục sạc cho mình. Cục sạc hoặc là cục sạc dự phòng nha. Đó, nói chung là cục nào cũng được thôi. Đấy, cắm vào thế này thôi anh em nhé. Rồi bây giờ cái đầu này em cắm vào ổ điện cho mình nha. Đấy, cái này cắm vào ổ điện nhé. Đó, thì cái D4 của chúng ta đã sáng rồi em nhé. Đấy, anh em thấy là cái D4 của chúng ta đã sáng thôi. Rồi bây giờ tiếp theo đến cái game server này thì anh em lưu ý là ở đây nhá, nó có hai công tắc này, em thấy chưa. Thì đầu tiên cái công tắc on off này thì anh em đẩy về tắt cho mình nhé. On off thì anh em đẩy về off cho mình, tắt đi cho mình nha, đẩy lên trên nhá. Rồi tiếp theo đến cái công tắc là mobile và cả PC này, một cái màn hình nhỏ và một cái màn hình to này, em sẽ đẩy lên trên cho mình, đẩy lên cái màn hình to cho mình nhé. Nói chung là gạt hết hai cái công tắc này lên trên nha. Đó, anh em gạt hết cái công tắc này lên trên là được nha. Rồi tiếp theo anh em cần chuẩn bị cho mình cái cáp tai C này. Đấy, thì anh bình thường em mua cái con game sơ nó sẽ tặng cho anh em một cái cổng tai C này em nhé, cái dây tai C này thì anh lưu ý là dùng cái dây tai C nó đi theo máy nha, cho nó ổn định anh nhé. Đó, thì ở đây mình sử dụng luôn cái dây tai C của con D4 anh em nhé. Đấy, bình thường anh mua cái con D4 thì nó tặng cho anh em cái dây tai C rồi. Đây. Đấy, bình thường anh em mua cái dây D4 này nó đã tặng cho anh em một cái dây tai C rồi này, em thấy chưa? Đấy, mình sử dụng luôn cái dây tai C của con D4 nhé. Còn cái dây của cái dây này thì anh em dùng dây nào cũng được nha. Nói chung là dây nó ổn định, truyền điện ngon là được. Đấy, dây D4 này, anh em
cắm một cái dây tai xi này vào cái cổng của cái game sơ này. Đó anh em thấy nhá, và đầu còn lại nhá, đây đầu còn lại thì anh em sẽ cắm vào cái lỗ ở bên sườn bên trái này, nó có một cổng USB này, em thấy chưa? Đấy, anh cắm vào đây thôi là được nhá. Đây cắm vào nhá. Ok, cắm vào phát đèn game sơ sáng rồi anh em thấy chưa? Đấy, đèn game sơ sáng nhấp nháy luôn rồi anh em nhá. Đó, ok. Ngon rồi anh em nhá. Rồi tiếp theo, anh em sẽ cần phải chuẩn bị cho mình nót chuột với cả chuột nhá, để chúng ta có thể chơi game ổn định nhất nhé. Đó thì cái đó này cái rất là điều bình thường rồi đúng không anh em? Đấy thì cái con chuột này em sẽ cắm vào cái lỗ ở đây, có lỗ trên và lỗ dưới này. Em cắm vào lỗ dưới cho mình này. Đấy, lỗ trên thì anh em để đây nhá. Đó, anh em thấy chưa? Chuột bàn phím đã sáng hết rồi nhá. Rồi, tiếp theo anh em cần chuẩn bị cho mình tiếp cái dây lightning này. Đấy, dây lightning nhá. Thì cái một cái đầu lightning này thì em sẽ cắm vào cái câu cổng D4 nhá, cổng bên trên này nhá. Đó, cổng bên trên bên phải nhá. Gần cái cục tai xi này, anh em cắm vào đây cho mình. Đó, và tiếp theo anh em sẽ cắm vào cái iPad này cho mình nhá. Cắm tiếp vào cái iPad cho mình nhá. Đây, mình sẽ cắm vào iPad cho anh em xem nhá. Đó, cắm iPad luôn. Rồi, kêu tinh một phát nhá. Đấy, và sạc luôn anh em thấy chưa? Sạc luôn nhá. Nhưng mà anh em yên tâm, điện nó vào rất là ít thôi nên là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng rất là ngon lành và không sợ cháy pin anh em nhé. Thì bình thường những cái máy của Apple thì nó có cái mạch và kiểm soát pin rất là tốt nhé, nên là anh em yên tâm nhé. Rồi tiếp theo thì để chơi được cái game sơ này, đây kết hợp với cái D4 này thì anh em cần tải cho mình GoPlay về nhé. Đấy thì video hướng dẫn mình sẽ để ở link ở dưới phần mô tả để anh em có thể hướng dẫn và xem mình hướng dẫn bấm phím nhá. Thì cái video này thì mình làm nó chỉ dơ khoảng là 20 phút thôi nên là mình sẽ không hướng dẫn bấm phím nhá, vì hướng dẫn bấm phím nó rất là dài. Đấy nên anh em sẽ tham khảo bên dưới nhá. Đó thì anh em có thể vào trong cái phần ba gạch này và vào cái phần setting này. Đấy thì máy của mình khỏe thì mình sẽ đẩy thông số trục 2 nhá. Máy anh em nào yếu thì anh em có thể đẩy lên cho mình tầm là 5 nhá. Đó 5 6 7 gì đấy, tầm 7 nhá. 5 hoặc 7 nhá. Thì ở đây máy của mình khỏe rồi thì mình sẽ đẩy là 2 anh em nhá. Để là đẩy là xuống 2 thì chơi nó sẽ mượt mà nhất nhá. Máy anh em mà càng khỏe thì đẩy lên xuống thấp thì nó chơi nó càng mượt, mà máy anh em mà yếu đẩy lên cao thì chơi nó sẽ không mượt bằng nhá. Nói chung là tùy vào cấu hình máy của anh em nhé. Nhưng mà anh em yên tâm, chơi nó rất là ngon này, ngon gấp gạn vạn lần cái gọi là cái FPS dock ở trên cái game sơ này mà do bên thứ ba phát triển ấy. Nói chung là chắc chắn là sẽ ngon hơn. Rồi, ok, xếp lại nhá. Và anh em có thể vào cái cây test này. Đấy, anh em có thể test phím này chưa? Ấn phím game sơ này, em thấy chưa? Nhận hết rồi nhá. Đó, ấn đến đâu nhảy đến đấy nhá. Chuột này. Đó anh thấy chưa, dây các thứ này, ok luôn nhá. Rồi tiếp theo thì cái phiên bản của mình hiện tại mình đang dùng là phiên bản 8.6.168 nhá. Đó thì anh em hoàn toàn có thể update về cái phiên bản này của mình để chơi cho ổn định ở trên cái hệ điều hành iOS nhé. Thì cái phiên bản gọi là chính thức của nó, phiên bản 8.8.224 thì hiện tại phiên bản này mình đánh giá nó không ok lắm. Đấy, nên anh em cứ ở cái phiên bản 8.6.168 nhá. Đó thì anh em có thể kích vào đây và anh em update về. Đấy, anh em nào mà không may lên rồi thì anh em có thể kích vào cái phiên bản cũ anh em update về, thì là nó sẽ gọi là update về phiên bản cũ chơi cho nó ổn định anh em nhé. Đó anh em đợi nó cứ gọi là cho nó loát thôi. Đấy, update thì nó cũng rất là đơn giản nha. Đó, anh em nào mà không may update lên rồi thì anh em hoàn toàn có thể hạ xuống một cách rất là đơn giản luôn, nó không có vấn đề gì nha. Rồi thì anh em update xong thì anh em đợi một chút, nó sẽ hiện lên cái setting đây. Đấy, anh em lại vào chỉnh lại setting nhé. Đấy thì mình là 218 rồi nha. Thì anh em nào mà chưa chỉnh thì anh em nhớ chỉnh về 218 cho mình nha. Rồi tiếp theo là cái game PUBG đúng không? Thì anh em chỉ cần add game PUBG theo cái video hướng dẫn bên dưới cho mình nhé. Anh em kích vào đây. Kích vào đây. Đấy. Thì đây là cái giao diện mắt phím của mình nha. Anh em thấy thì đây là cái giao diện mắt phím của mình sẽ loát ảnh vào cho anh em xem nhé. Đây là cái giao diện mắt phím của mình nha. Anh em tải nha. Đó thì anh em hoàn toàn có thể map theo nhá. Thì anh em lưu ý là ở khi anh em dùng cái game sơ Z1 này thì cái nút bắn này, đấy nút bắn này, cái nút bật tắt auto tab và bật tắt kìm tâm này, anh em sẽ kích vào đây cho mình. Đó thì ở đây nó có cái nút và bật tắt auto tab này, thì anh em kích vào đây, chọn cho mình cái modify the key này. Đó, anh em chọn cho mình một cái phím ở trên cái con game sơ Z1 này nhá. Ở đây thì mình để lại cái phím G1 đi. Đấy, G1 đi. Đấy thì nó sẽ ra cái số 8 này em chưa? Đấy, G1 là số 8 nhá. Đó, rồi tiếp theo cái phần mà macro anh em vào setting, chọn vào cái modify the key thì anh em có thể, anh em mà dùng con chuột mà nó có hai cái nút bên sườn này thì anh em có thể map thành một trong cái nút bên sườn này cũng được nhá. Còn ở đây thì mình map thành cái nút G2 nhá. Đấy, nút kia là G1 thì bây giờ mình map thành nút G2 nhá. Ấn G2 này. Đó anh thấy chưa? Là 9 này, 8 và 9 nhá. Ok nhá. Và cái thông số gọi là kìm tâm này thì cái này này nó tương đương với Ctrl 1 này, Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4 này. Đó anh em có thể tùy chỉnh đây nhá. Thì mình này là 3 này, 4 này, 6 này và 10 này. Đó, ok. Rồi, tiếp theo cái nút mà nút trên của cái con chuột này em thấy chưa? Đấy, nút trên này này. Đấy thì mình sẽ để là cái nút ở đây nhá. Nút này này, kéo vào nút này cho mình nhá. Đấy mình sẽ xử xóa đi nhá và mình map lại cho anh em nhá, cái nút này này.
Đấy, anh em kéo kéo bằng cái nút bắn còn lại nhá. Đây. Đấy, anh em kéo bằng nút bắn còn lại hoặc anh em có thể kéo đề lên đây cũng được, nhưng mà mình để vào đây cho nó gọi là tách biệt ra cho nó dễ nhìn nhá. Và tốc độ chuột thì mình để nó khá là cao, tận 0255 cơ. Anh em có thể tùy chỉnh theo ý của anh em nhá. Rồi anh em xếp lại này. Đó, xếp lại xong thì anh em vào game PUBG cho mình nhá. Đây. Đấy. Vào game PUBG này. Đây, PUBG quốc tế nhá. Chơi là PUBG quốc tế anh em nhá. Đó thì để gọi là có thể chơi game một cách mượt mà nhất, ổn định nhất và ngon lành nhất thì anh em nên sắm cho mình những cái quạt tản nhiệt như thế này nhé. Đó, những cái quạt tản nhiệt như thế này. Rồi, ok anh em, thì ở đây mình đã vào game rồi anh em chưa? Anh em có thể ấn cái con nút con nan này, đây ấn con nan này để hiện lên con chuột nha, và chúng ta có thể sử dụng thao tác để nhặt đồ các thứ tùy theo ý của anh em nhé. Đó. Ok, anh em có thể sử dụng con chuột rất là ok nha. Hiện tại nick của mình đang là nick Coca TV. Đấy, và danh của mình đang là ACM nhé. Đây đây danh đang ACE em nha, ACE luôn, 4467 điểm nha. Đó, thì danh này cũng khá là bình thường thôi, cũng không phải là cao nha. Thì anh em lưu ý là anh em chơi game thì anh em nên sắm cho mình những cái quạt tản nhiệt như thế này nhé. Quạt tản nhiệt như thế này thì để chơi game nó sẽ mát máy và nó sẽ bền hơn. Đấy, và chơi game nó không có bị hiện tượng gọi là bị giật nát khi anh em trong những cái gọi là giao tranh. Đấy, thì khuyên anh em là tốt nhất nên sắm cho mình những cái quạt tản nhiệt nha. Thì dùng nó sẽ ok nhất nhé. Mình đổi bộ quần áo ấy, bộ này mình mặc nó đi. Xấu quá, ok. Đấy, thì bây giờ mình sẽ vào phòng tập mình test cho anh em nhé. Đây, vào phòng tập test cho anh em. Thì anh em thấy thì đa phần là bây giờ tối nào mình cũng livestream bằng cái con Android D4 này nhé. Thì mình chơi nó rất là ngon, rất là mượt luôn. Đấy, máy của mình đang là máy iPad AG3 2019 nhá. Chạy chip A12 anh em nhé, rất là ngon luôn. Đó, anh em thấy nhá. Di chuyển này anh em thấy chưa? Rất là mượt luôn. Đấy, tốc độ chuột mình để có thể là hơi nhanh. Mình sẽ vào cài đặt này. Đây, mình sẽ sâu qua một chút phần cài đặt của mình luôn cho anh em xem nhé. Đấy, ở trong cái phần basic này, đấy thì mình để cũng khá là bình thường thôi, mình để đa phần là mặc định hết. Đấy, cái này thì tốt nhất anh em để về tap tap cho mình nhé, và bật nghiêng người lên cho mình nha, tap tap nhá. Đó, tap tap cho mình hết nhá. Còn cái phần nghiêng người thì mình quên để ở mic rồi, anh em để tap nhá. Nói chung là khuyên thì anh em tốt nhất nên để tap. Còn anh em nào thích để mic giống mình cái nghiêng người cũng được nhá. Còn cái mở scope này thì auto để tap cho mình nhá. Rồi, tiếp theo cái phần graphic thì tùy máy của anh em nhé. Thì máy của mình thì mình để gọi là cái những cái thông số như thế này nhá. Tiếp theo cái control thì bắt buộc anh em cần phải chọn cho mình cái số 3 này nhá. Cái control này. Đấy, anh em bắt buộc phải chọn cho mình cái số 3 này anh em tải nhá. Đây. Đấy, đây cái control nhá. Là giao diện mắt phím của mình nhá. Rồi, tiếp theo cái phần lái xe thì anh em nhớ là chọn cho mình phần giữa nhá. Chọn cho mình phần giữa mà nhạc thì anh em thích thì để, không thích thì tắt nhá. Rồi, cái phần security thì mình để là 2 thì nó hơi bị nhanh thì mình sẽ chuyển về medium anh em nhá. Mình sẽ chuyển về medium. Rồi, tiếp theo cái phần này thì mình để mặc định này, cái này mặc định này, audio thì mình để thế này nha, tùy anh em có thể setting giống mình cũng được nha. Rồi, đó, là một số là những cái cơ bản, vẫn tốc độ chuột vẫn khá là nhanh em ạ, tốc độ chuột vẫn khá là nhanh nhưng mà không sao, mình vẫn kiểm soát được. Đó, anh em tải nha, bình hai lần này, đấy, được chưa, rất là ngon nha, mình sẽ mở to tiếng một chút cho anh em dễ nghe nhé. Đó, anh thấy chưa, army is ahead luôn. Đó, anh thấy chưa, anh em hoàn toàn phải bật mic một cách ok em nha, bật mic một cách ok và không có vấn đề gì nha. Đó, thấy chưa. Bật mic rất là ok luôn, không có vấn đề gì cả. Bây giờ mình sẽ nhặt một khẩu M16 và khẩu M4 mình sẽ test cho anh em nhé. Đây, ví dụ là khẩu M16 này, T này, M4 này, T này. Đó, ok, hai khẩu thì khá là bá ở trong game đúng không? Mà cũng khá là nhiều anh em gọi là ưa chuộng hai khẩu này. Và mình sẽ không nhặt phụ kiện gì nhé, mình chỉ nhặt băng đạn mở rộng thôi để xảy cho nhiều đạn, test cho anh em dễ nhé. Đây, mình sẽ nhặt hai cái cốp mà cốp to nhất dành cho hai khẩu súng này nhé. Đó, ok. Đây này, thì hiện tại anh có thể thấy hiện tại là đang là chưa có auto tap này, em thấy chưa? Chưa có auto tap nhá. Đó, thì anh em chuyển ấn G1 cho mình này, ấn G1 cho mình một phát này. Đấy, thì auto tap mình cài là phím G1 mà mình vừa để thông số 15 đấy. Ấn G1 phát này. Đấy, được chưa? Đấy, thì ấn G1 một phát nhá, thì auto tap luôn nhá. Tap thì gọi là siêu khủng khiếp luôn. Đó, hiện thì hiện tại là mình đang ghi bằng tay này, em thấy chưa? Đấy, hiện tại mình đang ghi bằng tay em nha, anh em có thể ghi bằng tay. Đó, hoặc em có thể là không ghi là thì là bay lên trời nha. Đó, thì cái thằng này nó sẽ hỗ trợ chúng ta gọi là vừa ghim tâm vừa auto tap luôn anh em nhé. Vừa ghim tâm vừa auto tap luôn, thì anh em ấn G1 để bật auto tap nha. Và G2 này, G2 một phát này là bật mắc gọi là ghim tâm nhé, mình nhắc con chuột lên này. Đó, thấy chưa, đấy, thì cái độ ghim tâm của nó hơi ít đúng không anh em thấy độ ghim tâm nó hơi ít này. Đó, hơi ít thì chúng ta chỉ cần ấn Ctrl 2 một phát này tăng thông số lên này. Nãy Ctrl 1 mình nhả 3, Ctrl 2 mình nhả 4 này. Đó, vì muốn hơi ít đúng không? Thì mình sẽ đẩy lên Ctrl 3 một phát này, xem nó ok chưa. Đó, Ctrl 3 thì nhiều hơn rồi anh em nhá. Đó, Ctrl 4 này.
Đấy. Đó, căn chuôn 4 ly mặt xuống dưới đây được chưa? Đấy, rất là ngon. Nhưng mà mình khuyên những cái khẩu mà anh em sử dụng như thế này này, những khẩu này em nên để cho mình tầm khoảng ghim, độ ghim nó khoảng 70% thôi, đấy tầm này thôi, đấy độ ghim khoảng 70% nhé. Em đừng có để nhiều thì lúc sau mà anh em không có mắc cờ lâu này thì anh em sẽ rất là dễ bị mất tay và anh em bắn sẽ phải cần tập luyện một thời gian rất là nhiều, nên là anh em cần để cho mình khoảng 70-80% thôi. Đấy, bây giờ đây nó sẽ hỗ trợ chúng ta ghim một ít này, đấy chưa, sẽ hỗ trợ chúng ta ghim rất là nhiều rồi. Đấy, nên là súng nó sẽ không giật nhiều đâu, nên là chúng ta chỉ cần kéo nhẹ một phát thôi là tâm nó sẽ đi xuống, nó đừng im anh em nhé. Đó, hiểu chưa, và chúng ta sẽ không sợ bị mất tay anh em nha. Đó, em thấy chưa, ghim rất bá nhá, đầu địch này đúng không. Đấy, vừa tát vừa ghim này, em thấy chưa. Đấy, gần như là tuyệt đối trúng địch luôn, tuyệt đối trúng địch luôn anh em nhé. Đó, ok, đấy là cái M16 nha. Tiếp theo là cái khẩu là M4 đây. M4 thì anh em có thể thấy đây, chưa có băng đạn này, mình sẽ kéo băng đạn xuống đây nhé, thải đạn cho nhiều đạn đúng không. Auto rồi anh em thấy nhá, đây là đang là để auto anh em thấy chưa, auto nhá. Đó, auto thì anh em thấy thì mình vẫn đang bật auto tap nhé, anh em có thể cái nhìn cái nút này này, có thể nhìn tap liên tục này anh em thấy chưa. Đó, tap liên tục này, vẫn còn macro với cả auto tap này, anh em cần G2 phát là tắt macro này. Đã không nhìn tâm nhá, nhưng mà vẫn còn tap đúng không, G1 phát nữa này, tắt tap này. Đó anh em chưa, thì nhìn cái nút này là không nhảy nhá. Và bây giờ mình sẽ để là cái về gọi là cái slinger này. Đấy, mình sẽ ấn bật auto tap lên xem nó tap có nhanh không anh em nhé. Ấn G1 này. Hãy bật auto tap lên xem nó tap có nhanh không. Tap vẫn khá là ok em nhé. Tap trên M4 mà để chế độ này khá là ok này. Đó anh em thấy chưa? Khá ok luôn. Đấy, thì anh em thích anh em để về auto vẫn tap bình thường không có vấn đề gì nhá. Đó anh thấy chưa? Đó, rất là ok luôn. Đây tap tap này. Đấy, tap tap rồi nhá. Tap tap thì đây, tap tap thì nó sẽ không anh em để này nó sẽ không tự nhìn xuống anh nhé. Đó. Ok, đấy, đấy là gọi là khi anh em cảm cái game Sơ Z1 này vào cái con D4 thì nó rất là ok, rất là ổn định nha, rất là ok, rất là ổn định luôn và chơi ngon, cực kỳ ngon luôn, cực kỳ mượt luôn. Tối nào mình cũng đang chim bằng cái con D4 này anh em nhé. Đó, thì tiếp theo, ở G2 này thì đây là ghim tâm của cái con M4 này mà không auto tap anh nhé. Đó, anh em thấy thì mình cũng để nó rơi khoảng là tầm 60-70% này. Đó, anh thấy chưa? Đấy, anh em thích giật quá thì anh em có thể control 4 lên xem nó có ok không. Đấy, control 4 thì gần như là tâm đứng luôn anh em nhé. Control 4 thì gần như là tâm đứng luôn. Thì anh em thích thì anh em có thể bắn theo kiểu này cũng được nha. Đó, em thích anh em có thể bắn theo kiểu này cũng được. Tâm đứng gần như là một tâm luôn. Đó, ví dụ là mình xoay cái đầu nhé. Đây, xoay cái đầu này em thấy chưa. Đó, anh em thấy chưa. Đấy, tâm gần như là đứng tuyệt đối luôn. Gần như là tuyệt đối vào đầu luôn. Đấy, nhưng mà mình thì mình, cá nhân mình thì mình không thích bắn cái kiểu mà tâm nó đứng quá anh em ạ. Vì như thế rất là dễ kiểu bị xuống tay ấy, chúng ta không còn cái cảm giác chúng ta kéo chuột nữa. Đấy, nên là mình sẽ để về control 3. Đấy, để mình để khoảng 60-70%, 80% thì để mình còn giữ được cái cảm giác kéo chuột của mình. Em nào thích chỉ có thể để 100% kéo dọc cũng ok nha, không có vấn đề gì nha. Đó, đây. Đấy, thấy chưa? Đấy, thì mình sẽ kéo xuống một chút thôi. Thì có thể là nó sẽ không chuẩn bằng những cái kia, nhưng mà nó sẽ gọi là không bị bất tay của mình. Đấy, em thấy nhá. Đấy, em thấy chưa? Đấy, ghim cũng khá là ổn nhá, khá là ổn. Đấy, ví dụ là mình không ghim này. Đấy, không ghim thì nó sẽ đi lên trên nha. Lên trên một tí thôi. Đấy, còn mình ghim này. Đó, em thấy chưa? Đó, ok. Đấy, đấy là một số những cái chức năng tiêu biểu của anh em. Và mình tiếp theo mình sẽ test thêm cho anh em một cái chức năng này. Ví dụ là như internet các thứ là vẫn dùng rất là bình thường anh em nhé, không còn chút vấn đề gì nhá. Mấy cái chức năng đó thì là quá là điều cơ bản đúng không. Ví dụ là mình sẽ lên xuống xe các thứ cho anh em này, đi xe đi xiếc luôn, test luôn cho anh em. Và mình tí mình test luôn cái chức năng ném bom nhé. Đấy, không anh em lại bảo là không sử dụng những cái chức năng này, nhảy nhiếc các thứ, xe ngồi x này, cái mấy cái là chuyện quá bình thường đúng không. V này, đấy, mở bản đồ này, đấy các thứ tab này, đó mở chuột nhặt đồ các thứ này. Đấy, những cái đó thì rất là đơn giản, rất là bình thường rồi, nó không có gì gọi là cao siêu cả. Đây, C này, Z này, phanh này, còi này, anh thấy chưa? Đấy, T đổi vị trí nha. Đấy, đổi vị trí này anh thấy chưa? Đấy, control xuống xe này, không mất chuột này, đi lên xe này. Đấy, anh thấy chưa? Hoặc anh em để internet để check này, control xuống xe này. Đấy, ép lên xe này, để internet check này, anh thấy chưa? Control xuống xe này, chuột rất là ngon luôn nhá. Ok, bây giờ mình sẽ demo chức năng ném bom cho anh em này. Khi anh em bắn M16 đúng không? Anh em bật auto tap này. Đó, thì anh em bắn số 4 anh em ném bom đúng không? Thì anh em sẽ không căn được bom này, anh thấy chưa? Đấy, cái nó sẽ tự nhả luôn và chúng ta không căn được bom. Vậy thì giải pháp của chúng ta sẽ là như thế nào? Khi anh em bật auto tap đúng không? Thì anh em bật auto tap này. Đấy, thì anh em vẫn có thể ném bom khi anh em sở hữu những cái con chuột có nút ở bên sườn này nhé. Thì nãy mình vừa map là cái nút một cái nút bên sườn này, nút lên trên này. Đấy, thì bây giờ mình sẽ ném bom bằng cái nút này nhá. Và anh em có thể thấy là mình giữ được bao lâu cũng được nha. Đó, anh thấy chưa? Mình giữ bao lâu cũng được. Đó, giữ căn bao lâu cũng được và không cần phải bật tắt auto tap nhé. Đấy, nếu mà anh em nào mà không có cái nút bên sườn này
thì anh em sẽ cần phải tắt cái auto tap đi thì anh em mới gọi là giữ bom được anh em chưa. Đấy, tắt auto tap thì mới giữ bom được đó. Ok đấy, còn anh em nào mà xong rồi thì anh em lại bật auto tap lên và sấy nhá, thì như thế nó sẽ mất một nhịp bật auto tap khi anh em công nhà anh em ném bom ấy. Đó, nó sẽ hơi bị mất một nhịp của anh em, nên là anh em tốt nhất nên sắm cho mình những cái con chuột nó có nút bên sườn này nhé. Thì ở đây mình đang sử dụng con chuột V3 thì nó cũng rất là rẻ thôi, đã rất là rẻ, con chuột này bên mình bán rất là rẻ, đâu đó khoảng 100.000 gì đấy thôi, 100.000 150 gì đấy thôi, nói chung là rất là rẻ anh em nhá, rất là rẻ luôn, cái con chuột này bên mình bán rất là rẻ. Đấy, thì anh em mua thì đa phần bên mình sẽ hay tặng kèm cái con chuột này để anh em có thể sử dụng một cách ngon lành anh cho em nhé. Đó, ok, thì đấy là một số những cái chức năng mà mình muốn giới thiệu đến cho anh em. Nhiều anh em hỏi là nó chơi được PUBG quốc tế thì nó có chơi được PUBG Việt Nam hay PUBG Trung Quốc hay PUBG Hàn Quốc các thứ không, thì nó vẫn chơi được hết tất cả PUBG nha. Đó, muốn chơi được tất cả PUBG luôn anh em nhé. Đó, ở đây mình sẽ thoát hết ra nè. Đấy, thì lần sau thì khi anh em mà muốn chơi thì anh em sẽ cần phải làm như thế nào, anh em có phần phải mát lại phím hay như thế nào không. Đấy, thì bây giờ mình sẽ giải thích luôn cho anh em nha. Ok, thì khi anh em chơi xong rồi đúng không, thì tất nhiên anh em sẽ phải rút cáp của cái Lightning này ra là chiều bình thường đúng không, rút nguồn của con D4 này ra này, xong để vào chỗ nào cho nó mới anh nhé, để cho chỗ nó mới, đừng để cho bẩn quá nhìn nó ghê lắm. Đấy, thì anh em tắt máy này, đèn điện các thứ tắt hết rồi đúng không. Đấy, rồi chúng ta đi đâu đi, xong rồi khi chúng ta muốn chơi đúng không, cắm nguồn vào con D4 cho mình nhé. Đó, cắm nguồn vào D4 này, đèn đóm các thứ sáng hết rồi anh em nhé. Đó, đèn đóm các thứ sáng hết rồi, bật con iPad của chúng ta lên, cắm con dây tai xi vào, dây Lightning vào. Đấy, anh em đợi một chút cho nó nhận. Đấy, nó nhận rồi, anh em ấn chuột giữa lên con chuột điều khiển này. Đấy, điều khiển này như là PUBG quốc tế đúng không. Đó, anh em thấy chưa, vào là chiến luôn, không cần phải suy nghĩ nhiều nhé. À, mình sẽ vào mình demo cho anh em này. Đây, anh em đợi một chút nha. Đó, đăng loạt vào game mình nhé. Đây, vào luôn cái trận vừa mình vừa thoát nhé. Đấy, vào luôn cái phòng test mình vừa thoát luôn. Đó, ok. Đấy, chưa có auto tap này, F2 một G1 một phát này. Đấy, auto tap này, đó anh em chưa. Đấy, auto tap này. Đó, và G2 một phát này, macro này. Đấy, tự nhìn tâm luôn anh em nhé. Đó, vừa auto tap vừa tự nhìn tâm luôn. Rồi, G2, G1 cái tắt hết này. Đó anh em chưa. Đấy, rất là đơn giản luôn anh em, đúng không? Anh em chỉ cần này làm mắc phí một lần duy nhất thôi, còn lần sau anh em cắm vào là chơi, cắm vào là chơi, không có một chút gọi là vấn đề gì nha. Đó, rất là đơn giản đúng không? Thì bây giờ mình sẽ vào luôn cả PUBG Trung Quốc mình test luôn cho anh em này. Đấy, thì anh em biết là cái thằng PUBG Trung Quốc thì là một cái thằng PUBG nó kiểm soát cực kỳ ngặt luôn, cực kỳ chắc chắn luôn. Đấy, bên Trung Quốc thì anh em biết đấy, tạo tài khoản nó khó rồi, xong rồi chơi xong rồi nó phát hiện gian lận các thứ rất là, nói chung là phát hiện rất là kinh khủng luôn, nhưng mà mình vẫn chơi hoàn toàn ngon này, hoàn toàn ok trên PUBG Trung Quốc mà không có bất cứ một cái vấn đề gì cả anh em nhé, chơi hoàn toàn ok luôn. Đây, ok. Đấy, thì đây là PUBG Trung Quốc anh em nhé, PUBG Trung Quốc luôn. Đó, đây sao nhiều cái này, à quên, mình cứ hay dùng tay này. Đây, anh em đợi một chút, mình phải tắt loa rồi đúng không, tắt loa rồi. Đấy, đây mình sẽ vào test thử một trận luôn cho anh em xem nhé. Đây, mình sẽ bắn chế độ gọi là 44, chế độ mới của thằng Trung Quốc nhá. Mình khá là thích bắn được cái chế độ này anh em ạ. Bắn vui ra phết đấy. Đấy, thì thứ nhất là mình không đeo tai nghe nên bắn nó sẽ hơi kém hơn, anh em thông cảm giúp mình nhé. Đó, em đợi một chút cho nó vào này. Địch mình vừa vào đã chết rồi. What the fuck? Ít. Cái đồn gì á? F1 này, bật auto tap này. Thế hiểu sao vừa vào đã chết rồi. Địt mẹ, nó nhấp nhảy anh em ạ, sấy cả băng đạn vào không chết. Ê, cay thế nhỉ, sao đéo hiểu sao vừa vào đã chết rồi. Anh chả nằm đấy nhỉ, được phết nhỉ. Nằm anh em ạ, giỏi phết đấy. Đâu rồi, ra chơi tí nào bạn ơi. Nào đâu, kịch miệt thế. Không có ai à? Chị chạy vào ném bom đâu nhỉ? Ném bom đâu ấy, đau thế? Chán ấy, thấy tiếng đâu anh em ạ? Địch mạnh vào yếu, địch mạnh đông quá. Hai thằng. Nào ra làm vài chiêu anh em ơi. Kinh khủng chưa anh em? Ơ địch mạnh này có thằng nào kìa? Mày nằm với ai? Mày nằm bắn bạn tao á? À? Hả?
Được không anh em? Quá chất luôn. Đấy, bắn nó phải như thế chứ nhỉ. Ở Trung Quốc nó có cái chế độ này khá là hay. Uầy, đặt bắn nhau đâu đấy. Ấy chà chà, kinh thế nhỉ. Hai thằng định mệnh đen thế. Đú thằng kia hồi sinh. Mẹ. Thằng kia chết hết với mình rồi. Ô đã thắng rồi á. Vừa vào nó bắn được có tí mà. Định mệnh vừa vào bắn được có tí nó nhét mình vào cái phòng mà nó chơi rủi sao ấy. Vừa vào được có tí đã chết rồi. Đã xong hết trận rồi. Đấy, anh em thấy bắn khá là ngon nhá, khá là ngon, khá ok. Đấy. Auto tap M16 anh em chưa? Bắn không trượt viên nào luôn. Đây mình test thêm trận nữa anh em nhé. Test thêm trận nữa để anh em biết là nó chơi là ok như thế nào nhá. Đó, chơi bằng bàn phím chuột luôn. Bản Trung Quốc luôn, một cái bản gọi là cực kỳ ngặt luôn anh em nhé, cực kỳ ngặt luôn. Một cái mặt Trung Quốc thì anh em mà chơi bàn Trung Quốc này thì nó sẽ đỡ hack rất là nhiều nhá. Nó khá là ít hack. Đó. Tại vì bên Trung Quốc họ kiểm soát rất là tốt, nó không như thể là bản VR game của bên mình đâu. Thì nhiều anh em cứ bảo là cái gì vào VR game là nà nát thì mình cũng không rõ nữa. Rồi ok. Ra ngoài. Nào, ta đi tìm xem có người không anh em nhé. À kia, hai thằng kê kia. Kinh phết nhỉ. Vá cả nìn ạ đi còn mẹ. Kinh thế nhở. Bắn mình đâu ấy. Áp sát anh em ạ. Đi còn mẹ ba thằng ạ. Bốn thằng ạ. Vách cả lồn thật. Bốn thằng nó kê một chỗ ạ. Đi coi mẹ bọn này bắn tim à. Đi mẹ. Kinh vãi lồn luôn. Địch mẹ. Cái thế nhỉ. Đều nghe được tiếng chân. Kinh thế nhỉ. Địch mẹ. Mẹ mày nhảy ra. Đâu rồi ta? Đú với ai? Đi bệ nó nhấp nháy. Cay thế nhở. Nhấp nháy anh em ạ. À đứa vào, đồng đội. Còn mẹ nhấp nháy. Tuổi gì? Đây bên này cũng có người nè. Đâu rồi ta? Này trượt hết đi đâu nhỉ? Đâu rồi hết nhỉ? À kia kia. Đấy chà chà. Khôn phết nhỉ? Né được vào đấy. Được phết đấy. Đâu ấy, và cả lì đằng sau ạ. Ghê quá, ghê quá. Chưa quên map này anh em ạ. Đấy, anh em lại chơi ngon không? Mình bắn thì rất là gà rồi. Chúng quay mình. À, kia kia có thằng kia. Mày bắn bạn bố á. Ai cho mày rình ở đây. À, Glow ra này. Thờ một tắt cái auto tap này. Bắn Glow ra thử anh em nhé. Chà chà, được phết nhỉ. G1 này bật auto-tap này. Tưởng nó chết rồi cơ. Nướt nào. Đấy, em thấy chưa? Nướt khá là ok nhá. Ok, ok. Chưa đi đâu em ơi. Tish. Mẹ, từ thằng này chạy rồi chứ. Mình giết để thằng kia anh em ạ. À, đi về đằng sau à. Đi vai lồn ốp. À hóa ra chúng mày thủ hết đấy à. Hóa ra chúng mày thủ hết đấy à. Vào đây mà thủ. Nào.
Và đây là bán, định mạnh nhà mày. Nào, thủ đi. Lượn lượn cái gì đó. Tuổi gì thủ á? Thủ với ai? Thủ với ai? Định mạnh công ngay lại. 3 4 thằng thủ, dăm ba thằng tép diu này các anh em. Đâu rồi, đâu rồi? Ôi trời ơi, khẩu cái đạn quá anh em ạ. SNG bắn tí đã hết đạn. Ôi định mày thằng nào ăn tròn bom đau thế. Bắn cái này ủ tai nhá, anh em thề anh em luôn, mất cảm giác cực kỳ luôn. Mày ngắm ai? Mày ngắm ai? Mày ngắm ai? Đâu còn thằng nào dưới đây sao? Nỗi quá anh em ạ. Quả hơi nỗi, mày có đồng đội con vợ không thì chết. Cú đấy mà thoát à? À đi mẹ nhanh thế nhở? Vèo vát chết luôn, kinh quá, kinh quá. Ơ thua rồi anh em ạ. Quá đen luôn. Thua mới đau chứ anh em ạ. Uầy 18 mạng này, 10 nhiều nhất team này em chưa? 18 mạng này, thằng này 13, 12, 9, 2 này. Mà nó vậy thắng được mình thì lại thua cay anh em ạ. Đó thì em thấy chơi rất là ngon nha. Đấy, chơi được cả PUBG ở Trung Quốc hay là PUBG quốc tế, PUBG Việt Nam, PUBG Ninh Tinh, chơi được hết anh em nha. Đó, chơi tất cả PUBG luôn. Đấy thì anh em phải chơi rất là ok, rất là ngon trên cái game Sir Z1 kết hợp với cái Hanzo D4 để chúng ta có thể chơi được mượt mà nhất và có thể được bên Hanzo là hỗ trợ tốt nhất anh em nhé. Đấy thì bây giờ hiện tại là tốt nhất anh em cứ sắm cho mình cái con D4 này. Đấy anh em cắm vào bàn phím Game Sir Z1 hoặc những cái bàn phím khác chơi cực kỳ ok nhá. Ok thì vừa rồi là một số những cái chia sẻ của mình muốn dành cho những anh em sử dụng những cái game Sir Z1 này để có thể chơi game một cách ok nhất và mượt mà nhất ở trên cái hệ điều hành iOS em nhé. Đó thì anh em mà có quan tâm đến cái sản phẩm của Hanzo D4 này thì hãy liên hệ với số điện thoại này, Facebook, Zalo này, liên hệ đấy nhá. Hoặc anh em có thể vào cho mình kênh YouTube After 3 này. Ví dụ ở đây mình là cái cận cảnh phụ kiện nên danh AC này. Đấy anh em có thể kích vào cái video này nhá. Đó, ok. Và anh em kéo xuống dưới này. Đó, kéo xuống dưới này. Ở đây có cái phần đặt hàng này, em có thể kích vào đây này. Đó, kích vào đây. Đấy, nó sẽ ra một cái link Shopee. Đó, thì đây là cái link Shopee đặt hàng Hanzo D4 của bên mình này. Thì anh em có thể thấy nhá, đây là link này, thì mình bên mình có mã giảm giá này. Hiện tại giá của nó là 685.000 nhá. Đó, giảm giá 23% luôn. Và mã giảm giá này giảm 5k, 10k, 20k này, anh em có thể lấy mã và nhập vào đây để có thể được giảm giá nhá. Đó, thì anh em thấy thì bên mình bán thì giá khá là rẻ và hỗ trợ thì anh em không phải nghĩ rồi. Thì anh em thấy ở trên YouTube thì thực sự là những cái video bên mình hỗ trợ về cái con Hanzo D4 này nó rất là nhiều. Đó, anh em thấy thì rất là nhiều nhá. Đây, bí kíp sấy M16 các thứ này em thấy chưa? Đấy, bí kíp sấy MK14 này cũng khá là bá nhá. Thì nói chung là bên mình có rất là nhiều video này, cả video mở nguyên hộp Hanzo cái iPad AZ3 để chơi trên con D4 luôn. Rất là nhiều video bên mình hỗ trợ rất là tốt trên cái con Hanzo D4 này. Đấy nên là anh cứ yên tâm nhé. Ok, cảm ơn tất cả anh em đã xem video. Anh em nhớ mua hàng của bên mình nhé. Mình là Koga TV đến từ F23. Bye bye anh em nhé. Bye bye.